bảo hiểm ngân hàng tốt nhất. Đây là giải thưởng uy tín hàng năm được tổ chức bởi Asia Insurance Review, LIMRA và Asia Advisor Network. Giải thưởng là sự tôn vinh các tổ chức tư vấn bảo hiểm và cam kết phục vụ khách hàng tốt nhất. Techcombank đã vượt qua nhiều tổ chức khác trong khu vực sau quá trình đánh giá, phân tích bởi hội đồng gồm 20 nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành của châu Á. Qua 15 năm hợp tác, Manulife và Techcombank đã mang lại các giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của hàng triệu người dân Việt Nam với nhiều hình thức và tiện ích khác nhau. Góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe đời sống của người Việt, với tầm nhìn và chiến lược nhất quán khách hàng là trọng tâm, Techcombank không dừng lại ở việc đáp ứng khách hàng về nhu cầu giao dịch và thanh toán ngắn hạn, để mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và tác động có ý nghĩa đến đời sống tài chính của họ. Techcombank hợp tác với Manulife để cung cấp các sản phẩm bancassurance tốt nhất có thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ và đầu tư của khách hàng. Sự hợp tác được xây dựng dựa trên nguyên tắc khách hàng là trọng tâm và được hỗ trợ bởi khả năng phân tích tài chính và công nghệ hợp lý từ hai tổ chức tài chính hàng đầu